Và đây là chiếc đồng hồ Vedet nhé, Vedet máy cơ ba lỗ cốt, tám gông tám búa, hàng bãi của Pháp nhé. Thì chiếc này là thùng gỗ rất đẹp này, thùng có kích thước cao là 67, chiều ngang 32, chiều sâu 18 nhé, gỗ còn rất đẹp luôn. Đây là gỗ sồi của Mỹ ấy. Thì chiếc này chơi bản nhạc Westminster, máy 8 gông 8 múa nhé. Dạo nhạc 15 phút này, 30 phút, 45 phút, sau đó đến mỗi giờ nó sẽ có mấy tiếng chuông. Chiếc này máy của nó là máy đồng 42 nhé, máy rất lớn luôn. Bây giờ mình test tiếng chuông rồi. Đấy, chiếc này chuông đánh rất lớn và hay nhé. Máy zin bảo 100% chạy chuẩn giờ, đã nâu dầu nhé, cân chỉnh chạy rất chuẩn giờ rồi. Rồi, bạn nào có nhu cầu mua liên hệ theo số điện thoại 035 874 2679 nhé. Và chiếc này là nó có cả cái hai cái khóa chuông đêm nhé, khóa rung và khóa búa này, cái cần gạt này này. Đêm mình không thích nghe tiếng chuông là mình có thể gạt ra, mình đỡ cái búa lại để cho nó không đánh nhé. Rồi, chấn tường, ốc chấn tường đầy đủ, cân tâm đầy đủ hết nhé, chìa khóa đầy đủ hết nhé. Nói chung là máy zin bản 100% mà chạy chuẩn giờ, chuông đánh hay.